Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới năm 1950 và 70 năm giải phóng Cao Bằng, mùng 3 tháng 10 năm 1950, mùng 3 tháng 10 năm 2020. Sáng ngày 25 tháng 9, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và lãnh đạo huyện Hà Quảng. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hoa dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa đã đọc diễn từ khẳng định thắng lợi của chiến dịch biên giới có ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc, là bước ngoặt quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Trong đó có sự đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Chiến thắng biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh. Là niềm tự hào, động lực, sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, phát huy mạnh mẽ nội lực, bứt phá vươn lên trong công cuộc đổi mới. 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh luôn một lòng sát son với Đảng, với Bác Hồ. Bằng sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt đổi mới, sáng tạo, tỉnh ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển mới, năm sau cao hơn năm trước. Nhiều năm liên tục, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Đời sống của người dân từng bước được nâng cao. Các hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh. Nhiều dự án lớn đã và đang hình thành, tạo động lực cho phát triển kinh tế. Tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, chuẩn bị triển khai thi công. Từ đó sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nguyện đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng, xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin của Đảng và truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng. Sáng ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ gắn biển công trình khách sạn Bác Bó chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự buổi lễ có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình. Khách sạn Bác Bó nằm ngay tại vị trí đắc địa khu vực trung tâm thành phố Cao Bằng. Công trình có tổng vốn đầu tư trên 624,7 tỷ đồng do công ty cổ phần Hoàng gia Cao Bằng làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn xây dựng Dental làm nhà thầu thi công. Khách sạn có quy mô 2 tầng hầm và 20 tầng nổi với thiết kế xây dựng đạt tiêu chuẩn 5 sao. Diện tích xây dựng 3.168m2, tổng diện tích sàn 33.361m2. Khách sạn được xây dựng bao gồm 221 phòng tiêu chuẩn 5 sao, hội trường phục vụ hội nghị, hội thảo, tiệc cưới, nhà hàng ẩm thực Á Âu, khu spa, tập gym, bể bơi 4 mùa, căn hộ dịch vụ với trang thiết bị hiện đại. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2017, đến nay công trình đã thi công hoàn thành 100% phần móng và phần thân, đang thực hiện các công đoạn hoàn thiện đạt 80% khối lượng thi công. Dự kiến khách sạn Bác Bó sẽ được đưa vào khai thác sử dụng trong quý 3 năm 2021. Đây là một trong những dự án lớn đầu tư tại tỉnh. Công trình hoàn thành sẽ tạo nên một diện mạo mới, hiện đại đối với không gian đô thị thành phố Cao Bằng, đáp ứng nhu cầu lưu trú giải trí của du khách, người dân trong và ngoài tỉnh.
Chiều ngày 25 tháng 9, tiểu ban tuyên truyền khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng tiểu ban làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực tế các nội dung trang trí khánh tiết cổ động trực quan trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, một số thành viên của tiểu ban. Đoàn đến kiểm tra hệ thống pano áp phích khẩu hiệu đường điện, cây xanh, khâu vệ sinh trên tuyến đường 58m, khu đô thị mới thành phố và một số tuyến đường địa điểm như trung tâm hội nghị tỉnh, khu vực quảng trường trung tâm hội nghị, một số tuyến đường lân cận. Hiện nay trên tuyến đường phía nam khu đô thị mới thành phố đã được bố trí 2 biểu tượng đại hội tại hai đầu đường, 22 biểu tượng tuyên truyền đại hội, 30 băng rôn và hàng trăm cờ phướn tại các điểm giao cắt dọc tuyến, tạo điểm nhấn đậm nét tuyên truyền trực quan về các sự kiện lớn của tỉnh diễn ra trong tháng 10 năm 2020. Chỉ đạo trực tiếp thành phố và các đơn vị thi công tuyến đường, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các đơn vị liên quan tạm thời di rời các biển báo giao thông phía trước các tấm pano tại các điểm giao cắt dọc tuyến, tránh che khuất nội dung. Tại điểm nút giao thông nối từ quốc lộ 3 vào đường 58m, cần ra soát nghiên cứu phương án mở rộng biển hiệu lớn phía bên trái đường, đảm bảo cân xứng giữa hai bên. Ưu tiên kẻ làn giao thông tại điểm nút giao hoàn thành trước ngày 28 tháng 9 để bố trí trang trí cờ hoa trước ngày 1 tháng 10. Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ đơn vị thi công trong việc bố trí, di rời biển hiệu giao thông, kẻ làn đường. Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các công việc cắt tỉa hoa, cây cảnh, bố trí thêm cờ phướn, vệ sinh đường, thu gom rác thải, thu gọn các đường dây điện ngang đường, in mới một số khẩu hiệu băng rôn theo kích thước lớn hơn, đảm bảo công tác trang trí khánh tiết tuyên truyền cổ động trực quan các sự kiện lớn của tỉnh, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 25 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020, thống nhất nội dung danh mục nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 và 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 và giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Phiên họp thảo luận giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Theo đó, thống nhất thông qua tờ trình số 2369 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục 8 công trình dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2020 đợt 5. Thống nhất triệu tập kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, dự kiến tổ chức vào ngày 15 tháng 10 năm 2020 để quyết nghị ban hành một số nghị quyết về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, C trên địa bàn tỉnh, chủ trương chuyển loại rừng sang mục đích khác đối với các dự án đủ điều kiện năm 2020, bổ sung danh mục dự án công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2020, bổ sung danh mục các dự án, công trình cần đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020. Thống nhất thông qua danh mục 25 nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2020. Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri, gửi báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, chậm nhất ngày 7 tháng 11. Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh hoàn thành thẩm tra và gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chậm nhất ngày 26 tháng 11. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh Đàm Viết Hà đề nghị Thường trực, các ban, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt nội dung chương trình các kỳ họp cuối năm 2020, đảm bảo đúng tiến độ chất lượng. Đề nghị cơ quan soạn thảo các báo cáo, nghị quyết chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện, đảm bảo thống nhất về trình tự, thể thức, chính xác tên các nghị quyết sẽ trình tại hai kỳ họp. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, chiều ngày 24 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Triệu Thanh Dung, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, trưởng ban phong trào tỉnh đoàn thanh niên tiếp xúc cử tri tại huyện Nguyên Bình. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Nguyên Bình được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo quá trình chuẩn bị và nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14.
cử tri huyện Nguyên Bình kiến nghị cần nâng hệ số phụ cấp cho cán bộ công chuyên trách cấp xã xóm, chế độ chính sách cho cán bộ công chức cấp xã hưởng thu hút 70% đối với các xã đặc biệt khó khăn không thời hạn. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng như đường, điện, trường học đối với các xã đặc biệt khó khăn, điều chỉnh các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất trực tiếp cho người dân sang đầu tư cơ sở hạ tầng, quan tâm hỗ trợ miễn giảm học phí đối với các học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số ít người học tại các trường công lập, cần xem xét áp dụng tiêu chí thu nhập đối với xã miền núi để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thuận lợi, xem xét chuyển đất rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, cần đăng ký thương hiệu và mã vạch một số sản phẩm nông nghiệp. Lãnh đạo huyện giải đáp một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp các ý kiến kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong kỳ họp tới. Sáng ngày 25 tháng 9, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020. Đến dự có đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10. Trong những năm qua, hội viên người cao tuổi trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, gương mẫu đi đầu chấp hành các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 3.260 hội viên được bầu giữ các chức vụ bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. Trên 1.500 người cao tuổi là người uy tín. Khoảng 60% người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tháng hành động vì người cao tuổi năm nay có chủ đề chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, được thực hiện từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò và những đóng góp của người cao tuổi trong các lĩnh vực. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ngành cần tiếp tục thực hiện tốt luật người cao tuổi, cùng chung sức thực hiện tốt tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh, động viên người cao tuổi tiếp tục nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của địa phương, tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa và đại diện các cơ quan, đơn vị đã ủng hộ quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Sáng ngày 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Hợp Giang và Ban chỉ đạo tháng hành động vì người cao tuổi kết hợp tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi và phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi phường Hợp Giang năm 2020. Trong không khí sôi nổi tưng bừng chào đón Ngày Quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, các đại biểu và toàn thể hội viên tham dự cùng ôn lại ý nghĩa sâu sắc của ngày truyền thống người cao tuổi, đồng thời tiếp tục đề cao vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, đại diện Ban chỉ đạo tháng hành động vì người cao tuổi biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Hội người cao tuổi phường Hợp Giang trong việc xây dựng hội vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chăm sóc người cao tuổi tại địa phương. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo đề nghị mỗi cán bộ, hội viên người cao tuổi phường Hợp Giang giữ vững và phát huy truyền thống tuổi cao chí càng cao, tiếp tục cống hiến, trở thành tấm gương sáng cho gia đình và xã hội. Trên tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, tháng hành động vì người cao tuổi phường Hợp Giang năm 2020 có chủ đề vì người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban đại diện Hội người cao tuổi phường Hợp Giang phát động ủng hộ quỹ dành cho các đối tượng người cao tuổi nghèo khó, neo đơn với tổng số tiền thu được gần 23 triệu đồng. Đây là hoạt động nhân văn nhận được sự tham gia hưởng ứng của các lãnh đạo sở ban ngành, các cơ quan và toàn thể hội viên Hội người cao tuổi phường Hợp Giang. Ngày 25 tháng 9, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tổ chức hội nghị nghiệm thu cơ sở và tổng kết đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất đồ gia dụng từ gỗ tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Trường Sơn, tổ 10, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. Hiện nay, nội thất làm từ gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp đã trở nên khá phổ biến ở hầu hết các đô thị lớn và các điểm công nghiệp phát triển. Với tính ưu việt nổi trội là được sản xuất chủ yếu với công nghệ cao, nên thực sự là một loại vật liệu thay thế trong lĩnh vực nội thất, trong khi nguồn gỗ tự nhiên ngày càng khan hiếm. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng đồ gia dụng từ gỗ trong đời sống nhân dân rất lớn. Nắm bắt được thực tế đó, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Trường Sơn Cao Bằng đã đầu tư phát triển sản xuất theo mô hình chế biến gỗ lâm sản thành phẩm và chế biến đồ gỗ gia dụng từ gỗ công nghiệp. Năm 2020, công ty đầu tư máy CNC gia công trung tâm 4 đầu, công suất 6 kW x 4, giá trị 495 triệu đồng. Với ưu điểm phần mềm cắt tự động, sản phẩm sản xuất ra không phụ thuộc vào tay nghề của người điều khiển. Thời gian gia công nhanh, tiết kiệm, gia công được hàng loạt chi tiết cùng một lúc. Tất cả các chi tiết hay sản phẩm được sản xuất ra
đều đồng nhất về hình dáng, kích thước, hiệu quả kinh tế cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Trường Sơn đã được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại lựa chọn thực hiện đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất đồ gia dụng từ gỗ thuộc đề án Khuyến công quốc gia năm 2020, có tổng kinh phí 150 triệu đồng, trong đó chi phí hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị là 147 triệu đồng. Việc đầu tư thiết bị mới vào sản xuất chế biến gỗ nhằm nâng cao năng suất, tạo ra các sản phẩm có chất lượng và tăng quy mô sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng, góp phần bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã ký biên bản nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất đồ gia dụng từ gỗ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Trường Sơn. Ngày 25 tháng 9, khối thi đua số 8 tỉnh đã đến tặng 15 suất quà cho người yếu thế thuộc 6 xã thị trấn trên địa bàn huyện Thạch An. Các thành viên trong khối thi đua đã tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam dioxin, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn các xã Đức Xuân, Thái Cường, Kim Đồng, Thụy Hùng, Lê Lợi và thị trấn Đông Khê. Khối thi đua 8 gồm 8 tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong đó trưởng khối là Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh. Trong thời gian qua, các đơn vị trong khối đã thực hiện tốt các phong trào thi đua như Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, các đơn vị cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động các nguồn lực xã hội cùng thực hiện công tác an sinh xã hội. Qua đó góp phần tri ân, chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chiều ngày 24 tháng 9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hạ Lang bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho gia đình chị Chu Thị Khánh Hòa, đoàn viên công đoàn cơ sở khối tòa án kiểm sát huyện Hạ Lang. Theo thiết kế, nhà rộng 50m², mái lập tôn, nền lát gạch hoa, gồm một phòng khách và một phòng ngủ, tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Trong đó, trích từ Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp. Xúc động khi được ở trong ngôi nhà mới, gia đình chị Hòa vô cùng vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của Ban Quản lý Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng, Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn Cơ sở Khối Tòa án Kiểm sát huyện Hạ Lang đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho gia đình xây dựng được ngôi nhà khang trang sạch đẹp và hứa sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, ổn định cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 25 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện Thạch An đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai tiêm bổ sung vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều TD năm 2020. Hội nghị đã phổ biến kế hoạch thực hiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, Sở Y tế tỉnh và của Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An về tiêm bổ sung vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều TD năm 2020-2021. Hướng dẫn sử dụng vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều, điều tra các đối tượng, lập danh sách thống kê và dự trù nhu cầu vaccine, vật tư tiêm chủng. Việc tiếp nhận và bảo quản vaccine, phòng chống sốc và phản ứng sau tiêm, đảm bảo tiêm chủng an toàn. Theo kế hoạch, huyện Hòa An sẽ tiến hành tiêm trong tháng 10 tại 26 trường tiểu học với khoảng 539 học sinh lớp 2 và tại trạm y tế xã đối với trẻ 7 tuổi, sinh năm 2013, không đi học tại cộng đồng. Ngày 25 tháng 9, Ban Chỉ đạo Chăm sóc Sức khỏe Nhân dân huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone và triển khai tiêm bổ sung vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều TD năm 2020. Các học viên được thông tin về Nghị định số 90/2016/CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế. Nghe báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch số 120/KHUBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 về việc triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone. Kiến thức về điều trị thay thế các chất dạng thuốc viện methadone, quy trình, thủ tục đăng ký tham gia điều trị thay thế các chất dạng thuốc viện bằng methadone, triển khai kế hoạch tiêm bổ sung vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều huyện Hạ Lang năm 2020, hướng dẫn quản lý và sử dụng vaccine. Qua lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những kiến thức về chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone và triển khai tiêm vaccine TD phòng bệnh uốn ván bạch hầu năm 2020 nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone và tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện.
Sáng ngày 25 tháng 9, Hội đồng đội thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021 cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội 23 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Tại buổi tập huấn, các giáo viên tổng phụ trách đội đã được hướng dẫn thực hành nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các phương pháp tổ chức chương trình rèn luyện cho đội viên và phụ trách sao nhi đồng tại các trường học, đồng thời tiến hành tập luyện các bài hát, các điệu múa thiếu nhi và dân vũ. Ngoài ra, các học viên cũng được hướng dẫn cách thực hiện các trò chơi, hoạt động tập thể, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các giờ sinh hoạt. Lớp tập huấn là dịp để các đồng chí giáo viên tổng phụ trách đội trên địa bàn thành phố có cơ hội gặp mặt, giao lưu học hỏi, trao đổi các phương pháp mô hình sáng tạo hiệu quả trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Từ đó nhằm vận dụng phù hợp tổ chức các hoạt động có hiệu quả và đạt kết quả cao trong năm học 2020-2021. Ngày 25 tháng 9, huyện Đoàn Bảo Lâm tổ chức tổng kết công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021. Năm học 2019-2020, công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, ngày pháp luật được 11 cuộc, thu hút trên 2.500 cán bộ, giáo viên, thanh niên, học sinh tham gia. Các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về công viên địa chất non nước Cao Bằng, tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam, Trung Quốc. Thu hút trên 1.200 đoàn viên thanh niên tham gia. Phong trào thanh niên tình nguyện chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, tình nguyện mùa đông tổ chức được 32 hoạt động với 3.450 đoàn viên thanh niên tham gia. Duy trì các tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp, an toàn và cổng trường đảm bảo an toàn giao thông. Hỗ trợ 25 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị thiên tai lũ quét với tổng số tiền 5 triệu đồng. Tổ chức chương trình Tết yêu thương đã vận động giáo viên, học sinh quyên góp được 10 triệu 500 nghìn đồng. Trong năm học, kết nạp được 211 đoàn viên mới. Tổ chức vẽ tranh Bác Hồ với thiếu nhi được 100% liên đội tham gia hưởng ứng với 5.416 lượt đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia. Phổ biến pháp luật, cảm hóa, giúp đỡ thiếu niên chậm tiến, thành lập 18 câu lạc bộ học tập, 22 câu lạc bộ theo sở thích, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước, phòng chống xâm hại và phòng tránh tai nạn gây thương tích trong năm học. Các liên đội thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 435 em học sinh với số tiền trên 36 triệu đồng. Năm học 2020-2021, Ban Thường vụ huyện đoàn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 100% đoàn trường có ít nhất một công trình phần việc thanh niên kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Mỗi trường tổ chức vận động kêu gọi được ít nhất một hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các liên chi đội tiếp tục triển khai tốt ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên đoàn trong các liên đội tiểu học và trung học cơ sở, chào mừng các ngày sự kiện và các ngày lễ lớn của tỉnh. Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện đoàn trao giấy khen cho 55 tập thể và 239 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác đoàn đội thanh thiếu nhi trong năm học 2019-2020. Ngày 24 tháng 9, 776 học sinh và cán bộ giáo viên trường tiểu học thị trấn Trùng Khánh đã được Ban An toàn Giao thông huyện Trùng Khánh, Công an huyện tuyên truyền luật giao thông đường bộ và hướng dẫn một số kỹ năng khi tham gia giao thông. Cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông đường bộ an toàn, các kỹ năng nhận biết tình huống giao thông nguy hiểm, cách phòng tránh tai nạn giao thông, một số nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học đường. Đây là những vấn đề thiết thực, sát với thực tế đời sống hàng ngày, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành luật giao thông của học sinh khi tham gia giao thông, qua đó giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn. Công an huyện Thạch An vừa bắt giữ hai vụ mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nông Minh Thụy, sinh năm 1959, trú tại xã Quang Trọng, huyện Thạch An. Đinh Văn Cảnh, sinh năm 1958, trú tại xã Đức Xuân, huyện Thạch An. Trước đó, ngày 8 tháng 9, tổ công tác của Công an xã Quang Trọng, huyện Thạch An đang làm nhiệm vụ trên đường tỉnh lộ 209, phát hiện Nông Minh Thụy có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng, tổ công tác thu giữ 0,33 gam heroin. Tiếp đó, ngày 21 tháng 9, tổ công tác của Công an huyện Thạch An đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Lũng Mằn, xã Vân Trình, huyện Thạch An, phát hiện đối tượng Đinh Văn Cảnh có biểu hiện nghi vấn.
Qua kiểm tra, đối tượng Đinh Văn Cảnh đang tàng trữ 0,44 gam heroin, 3 lọ nước nhãn hiệu Novocaine 3% và một bơm tiêm y tế. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạch An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, anh Nông Văn Hoàn sinh năm 1986 ở xóm Lũng Tiến, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, được nhiều người biết đến không chỉ vì anh là một người trưởng xóm trẻ tuổi gương mẫu, gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà anh còn đi đầu trong các phong trào của địa phương. Anh là một trong những điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm, hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Anh Hoàn chia sẻ với chúng tôi, để có được kết quả như hôm nay, anh đã phải trải qua nhiều khó khăn. Sau khi lập gia đình, vợ chồng anh đã nhiều lần chuyển đổi nghề từ trồng cỏ, nuôi bò, trồng hồi cất tinh dầu. Năm 2012, thấy mô hình trồng dâu nuôi tằm ở Phiêng Mòn, xã Cô Ba đem lại hiệu quả kinh tế cao. Anh sang tận nơi tìm hiểu, học tập kinh nghiệm và năm 2013 chính thức đầu tư mua 25.000 hom giống dâu về trồng trên 0,75 hectare đất canh tác của gia đình. Tháng 3 năm 2014, anh sang Trung Quốc mua giống tằm về nuôi. Tuy nhiên, trong 8 lứa tằm ban đầu, chỉ thu hoạch được 2 lứa đầu hơn 140 kg kén. 6 lứa tằm sau, do không có kinh nghiệm, tằm bị bệnh như chảy mủ, chạy bỏ nong. Anh quyết tâm sang Trung Quốc mời chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm. Năm 2015, anh nuôi được 12 lứa tằm, trừ chi phí cho thu nhập 120 triệu đồng. Năm 2016, anh nuôi 11 lứa tằm, bình quân mỗi lứa cho thu từ 80 đến 90 kg kén, trừ chi phí thu về 145 triệu đồng. Vừa làm, vừa học hỏi thêm kinh nghiệm, đúc rút từ thực tiễn, anh đã rút ra được những bí quyết để đạt hiệu quả cao nhất. Đó là chỗ nuôi tằm phải khô ráo, nền láng xi măng sạch sẽ, xung quanh quầy bằng bạt, đảm bảo kín gió, khử trùng thường xuyên. Mỗi năm anh nuôi 2 vụ, 10 đến 12 lứa tằm, tùy thuộc vào lượng lá dâu thu hoạch. Bình quân đạt 70 kg kén trên một lứa, cao đến 80-90 kg kén trên một lứa. Chia sẻ kinh nghiệm nuôi tằm đạt năng suất cao, anh Hoàn cho biết thêm là theo hướng dẫn, bà con thường chăn tằm 3 lần vào các buổi sáng, trưa, chiều. Buổi tối, tằm không được ăn nên năng suất bình quân chỉ đạt 50 kg kén trên một lứa. Căn cứ theo sản lượng lá dâu, anh chăn tằm 4 đến 5 lần trên một ngày. Đến 9 giờ tối, tằm được chăn nên khi thu hoạch, tằm cho kén to, nặng, năng suất cao hơn. Từ 2012, thì lúc đấy ở trong huyện Bảo Lạc Cao Bằng ấy thì có một cái mô hình trồng dâu nuôi tằm duy nhất, đó là cái xã Cô Ba ở trong huyện Bảo Lạc có một cái mô hình trồng dâu nuôi tằm. Thì lúc đấy thì bản thân tôi cũng đi lên đấy thẳng trực tiếp gặp một cái hộ mà ông ấy cũng là một chủ tịch xã ở xã đấy, ông ấy cũng là một hộ gia đình trồng dâu nuôi tằm đầu tiên ở trong huyện. Thế thì tôi lên thăm cái mô hình thì tôi thấy cái hiệu quả kinh tế từ trồng dâu nuôi tằm so với trồng lúa là gấp 8 lần. Xong thì vào 2012 thì tôi cũng thống nhất bàn bạc với vợ con, trong gia đình thì cũng chuyển đổi những diện tích trồng ngô, trồng lúa sang trồng dâu nuôi tằm. Thế thì từ 2013 thì sau một thời gian trồng dâu, sắc dâu thì tôi cũng chuyển đổi chuẩn bị chuồng trại, bắt đầu vào nuôi tằm thịt. Vào trong vòng một năm từ 2013 đến 2014 thì tôi cũng thấy cái hiệu quả từ trồng dâu nuôi tằm rất là tốt, mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Thì tôi cũng không ngừng phát triển cải tiến thêm ở trong cái trồng dâu nuôi tằm. Thì tôi cũng vào xem các trang mạng ở trong nghề trồng dâu nuôi tằm ở trong Lâm Đồng ấy, thì tôi cũng áp dụng chuyển đổi tằm nuôi tằm trên nền nhà và chế tạo thành công cái kén quay tự động, giảm cái nhân công trong lúc bắt tằm lên né. Và nuôi tằm trên nền nhà thì cũng tận dụng được cái nhân công ít hơn, và cái lúc mình chăn thì cũng giảm được cái nhân công và cái hiệu quả. Cho nên là
trong những năm gần đây ấy, thì có một số huyện ở trong ngoài tỉnh cũng sang mô hình. Tôi học hỏi kinh nghiệm mà tôi cũng các hộ đến học hỏi kinh nghiệm tại nhà thì tôi cũng không thu một cái khoản phí nào cả, tạo điều kiện cho bà con cùng nhau phát triển và xóa đói giảm nghèo. Tháng 12 năm 2019, anh Hoàn thành lập hợp tác xã nông nghiệp 118 ở xóm Nà Chùa, thị trấn Bảo Lạc do anh làm chủ nhiệm. Hiện hợp tác xã có 7 thành viên, 3 tổ hợp tác ở 3 xã Cô Ba, Hồng Trị, Bảo Toàn với 15 hộ tham gia. Đến nay hợp tác xã đã trồng dâu được 10 ha, chăm sóc giống cây con, cây dâu và xuất vườn hơn 3 triệu cây. Đã tiến hành ươm giống tằm con với số lượng cung cấp cho 600 hộ trên một lứa ở huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Xây dựng thêm một xưởng ươm giống tại thị trấn Bảo Lạc với quy mô cung cấp giống cho 300 hộ trên một lứa. Xây dựng xưởng thu mua kén với số lượng trung bình 5 tấn trên một ngày. Trong tháng 7 năm 2020, hợp tác xã đã tiến hành xây dựng vườn ươm giống cây dâu với số lượng khoảng 200.000 cây, có thể cung cấp khoảng 50% hectare diện tích. Từ khi thành lập đến nay, doanh thu hợp tác xã nông nghiệp 118 được trên 800 triệu đồng với lợi nhuận 400 triệu đồng. Dự kiến thời gian tới sẽ mời 10 hộ nghèo tham gia học ươm kéo tơ tại Nam Định nhằm tạo việc làm cho các hộ nghèo. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ảnh hưởng đến việc giao thương trao đổi hàng hóa với nước bạn, kén tằm không xuất khẩu sang được Trung Quốc, anh Hoàn cũng đã tự tìm đầu ra cho sản phẩm của mình và bà con. Anh lặn lội đến các xưởng dệt tơ lụa trên cả nước từ Bắc vào Nam để tìm đầu ra cho sản phẩm. Mặc dù mức giá không được cao như trước đây, nhưng so với cây ngô, cây lúa, hiệu quả kinh tế từ trồng dâu nuôi tằm vẫn cao hơn. Đó cũng chính là động lực để bà con tiếp tục gắn bó, nhân rộng thêm nhiều mô hình trồng dâu nuôi tằm, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.